Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như ra mắt cái sản phẩm nguồn của máy xăm. Thì sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên mà công ty Applied của mình vừa mới nghiên cứu và sản xuất thành công. Với cái tiêu chí là nguồn phải có những cái đảm bảo chất lượng về tuổi thọ cũng như ổn định dòng điện, cái năng lượng đầu vào cho máy xăm nó ổn định để cho duy trì cái tuổi thọ cho máy xăm và có những cái cải tiến về chức năng hỗ trợ cho artist trong quá trình làm việc nó sẽ thuận tiện công việc hơn và dễ dàng sử dụng hơn. Đây là cái các bạn xem đây là cái mỹ quan của sản phẩm. Sản phẩm này mình lấy tên cũng là tên Applied, nhưng mà đó là V1 của IP V1. Thì bằng những cái cấu trúc của sản phẩm rất là nhỏ gọn. Những cái phần các bạn nhìn thấy những cái phần vỏ của sản phẩm này là hoàn toàn gia công bằng hợp kim nhôm 6061, rất là chính xác. Bạn thấy ở đây là cái đầu vào của nguồn từ adapter 18V cắm vào đây. Thì giống như thông lệ giống như là những nguồn khác thì đây là cái là bàn đạp của mình nè, còn ở đây là dây móc và jack xe mình cắm điện dùng đầu ra cho máy là nằm đây. Thì hiển thị thì cũng như là những cơ bản hiển thị về thông số vô. Mặt sau ở đây thì các bạn cũng thấy nó sẽ có cái phần mà chúng ta định vị cái bát để 500. Khi mà mình muốn sử dụng mục đích như thế nào thì rất là đơn giản, cũng giống như critical. Rồi mình sẽ đi vô cái phần trọng tâm là về hướng dẫn sử dụng, về chức năng và cách sử dụng như thế nào. Đây mình giới thiệu về phím chức năng trước ha. Thì cũng giống như các nguồn khác thì nó sẽ có nút tăng và giảm volt, còn giữa là đặt boost và chế độ start luôn, còn trái phải thì nó sẽ tương ứng với lại cài đặt một máy và cài đặt hai máy, thông số thì mình chờ cài đặt sẵn đó. Và đây là có thêm cái nguồn này rất là hay là có thêm cái đồng hồ, nó giúp chúng ta tính được thời gian mà chúng ta đặt boost trong quá trình máy chạy thì nó mới tính dồn cộng dồn thời gian lên. Thì xong có quá trình làm việc thì mình biết được là tổng thời gian làm việc của mình là bao nhiêu thời gian. Thì các bạn xem cách hướng dẫn của mình rất là đơn giản. Bây giờ ví dụ như giả sử bây giờ mình đang để ở mức 6V, 5, 7V gì đó. Đó. 6V, 7V. Thì mình cho vận hành máy, đây là cái mức volt mình muốn cho đầu ra thì ok đó. Bây giờ mình đang chạy là 7V, thì cái dòng này các bạn xem đây là mình đang 7V, nhưng bây giờ mình muốn chỉnh qua máy 1 thì mình setup như thế nào. Ví dụ như mình muốn cái máy 1 mình đang xài là liner hoặc là shader gì đó thì mình sẽ bấm qua cho máy 1. Đây máy 1 đang là 7V thì bây giờ mình muốn tăng chỉnh, ví dụ như giờ 7,5V mình để 7,5V, mình muốn nó chết 7,5, mình chỉ cần bấm lại cái nữa đó, nó chớp cái là chớp một cái để hiển thị số 1, là bên đây là hiển thị cài đặt của số 1. Bây giờ mình muốn qua máy hai mình chỉnh cho nó là bấm vào đây đó, máy hai nó đang là 2,5, giờ mình tăng cái số vôn lên đó. Bây giờ mình cho nó là 6V máy hai, bây giờ mình muốn cài đặt 6V máy hai thì mình bấm lại cái tên nhớ đó, hiển thị số 2, ok là đã luôn đó. Rồi bây giờ trong quá trình đang chạy thì mình muốn cho đồng hồ nó chạy thì mình chỉ cần bấm nhấp đồng hồ đó. Đồng hồ bây giờ nó đang là tính dây, nó đang chạy rồi đó, tính dây đó, nó từ từ lên dây đó, bắt đầu thấy từ ở đây nó sẽ lên một số, bây giờ cộng dồn, nó tự cộng dồn, và khi mình không muốn hiển thị đồng hồ nữa mình chỉ cần bấm một phím đồng hồ lại là nó hiển thị lên số vôn của nhất định của mình hoặc là chấm biến không biết bất kỳ đó. Còn giả sử như bây giờ mình đang top thì đồng hồ nó sẽ không chạy nữa nha các bạn, nó sẽ không nhảy nữa. Nhưng bây giờ mình muốn cho cái chức năng đồng hồ này nó reset về chế độ ban đầu, về số 0 hết, reset vào ban đầu khi mình làm việc mình làm mới thì mình chỉ bấm đồng hồ giữ luôn
Tức là nó giữ luôn là nó sẽ về đồng hồ ban đầu là về set 0. Đó rất là đơn giản. Và chức năng máy này khi bạn muốn tắt nguồn á, muốn tắt nguồn thì bạn chỉ cần nhấn hai nút để luôn. Đó, hai nút để luôn là trái phải, hai nút để luôn là nguồn nó tự tắt, và bằng phím biến phím bất kỳ thì nó sẽ khởi động nguồn lại. Đó. Và trong quá trình thời gian mình nếu mình làm á mà mình để chế độ mình nghỉ ngơi, mình không có trực tiếp làm lâu á, thì bắt đầu máy nó sẽ tự động nghỉ, là nó sẽ khoảng chừng 15 phút là máy tự động tắt nguồn luôn. À, để cho nó duy trì cái tuổi thọ của Bowman. Rồi chức năng này thì còn một chức năng nữa thì ai cũng cần trong cái công việc xăm á, là chức năng một chạm boost để mình đạp bằng đạp mình đạp luôn. Vì giả sử bây giờ mình đang để chế độ bình thường, đó là mình đạp boost này, đạp boost thì máy nó chạy. Đó, các bạn hiển thị thấy cái dấu chấm ở cuối rồi nè, đó nó đang là có dòng điện báo cho ta biết là chúng ta đang đạp boost. Bây giờ mình muốn là bây giờ mình đạp cái mình thả ra thì mới nó đạp luôn rồi nó mới chạy. Nó đạp bằng đạp luôn nó mới chạy. Mình buông ra thì bắt đầu nó mới tắt. Nhưng giờ mình muốn cho đạp một cái để giữ luôn thì sao? Đó, mình giữ luôn một cái thì nó tự động chuyển vào chức năng là một chạm, mình chỉ cần đạp bút cái tắt, đạp cái là nó chạy. Đó là rồi chế độ một chạm, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta khỏi phải nhấp nhả nhiều cái bidon bút. Đó, chế độ còn mọi người thấy 8.7 là chế độ máy 2. Đó, 7.5 giờ máy 1. Bây giờ ví dụ như mình giảm lại. Đó, 7.5 set nhớ 7.1 và máy 2. 8 con máy, giờ mình set ví dụ như 6 con máy. Đó, làm nhớ luôn rồi. Là nó đã nhớ máy 1 là 7.1, máy 2 là 6.8. Rất là dễ sử dụng nha các bạn, không có bất kỳ khó khăn nào mà khi mình set up cái hệ thống cho nó dễ dàng, cho đặt thiết sử dụng ai cũng có thể dùng được hết. Và tất cả mình đảm bảo các bạn luôn. Đảm bảo với các bạn luôn là cái nguồn này bên công ty mình là tự nghiên cứu và sản xuất, chứ không có liên kết đặt hàng tại từ China, một đơn vị nào từ China hết. Bởi vì về phần linh kiện thì các bạn khỏi lo, an tâm. Đảm bảo là ở đây là nhập linh kiện gốc 100% là những cái hàng mà gọi là chất lượng nhất, những chip nhập từ Mỹ. Thật ra khi các bạn không có, nếu các bạn có thể mở Bowman ra, có thể rip từ cái chip CPU của chúng tôi ra cũng không có rip được đâu, bởi vì đã mã hóa cũng như là đã ký hợp đồng độc quyền với lại hãng để cung cấp cái con chip này rồi. Và dòng này tuổi thọ này thì các bạn khỏi lo luôn, bên công ty mình sẽ bảo hành một đổi một, chứ không có chuyện mà một đổi một trong cái thời gian mà các bạn mua mà bị ảnh hưởng về cái rủi ro về tuổi thọ đó. Thì bên đây sẽ hỗ trợ rất là nhanh. Đó. Nhìn từ phím, từ phím, từ cách design rồi body với lại bowman thì tôi chắc chắn rằng là các bạn mà sở hữu cái nguồn này trên tay thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cách mạng ở Việt Nam. Vì lý do là chúng ta ở Việt Nam thì trước giờ nguồn mà gọi là cao cấp á, dùng ổn định á, thì chỉ có Critical. Ha, Rico, nhưng mà cái giá Rico đối với Việt Nam thì nó cũng hơi là giá hơi cao. Thế ra mình muốn sản xuất một cái dòng sản phẩm nó có chất lượng là phải ngang ngửa với lại cái thương hiệu này, và nó phải được thừa hưởng thêm một số chức năng gọi là cải tiến, cũng như là cái về mức độ về giá đó, thì nó phải được tối ưu hơn cho Việt Nam mình. Và cái chất lượng thì để chế độ bảo hành hay bảo trì các bạn khỏi phải suy nghĩ và lo lắng. Đó, bởi khi mà chúng tôi nghiên cứu cái nguồn này, thật ra cái nguồn này mình nghiên cứu lâu rồi, nhưng mà bây giờ là mới có cơ hội mà ra mắt được, vì lý do là mình ăn đi quá nhiều sản phẩm, không có thời gian để xấy chi tiết thì nó gian dở thời gian, thì bây giờ thì nó mới có thể làm được xong hoàn thiện cái sản phẩm này. Bây giờ bắt đầu thời gian này á là mình sẽ gửi những cái nguồn này cho Active test một trong một thời gian, cảm thấy cái nguồn nó smooth chạy, mọi thứ
ok thì bắt đầu mình sẽ công bố giá, mình sẽ đưa đến tất cả đại lý bán trên thị trường Việt Nam. Giờ trong giai đoạn này là mình sẽ bỏ ra một tháng nữa mình sẽ cho tất cả tiếp test. Ok, nếu các bạn thấy sản phẩm này nó thực sự là một dòng sản phẩm bắt đầu có một cái sự hỗ trợ cũng như là tiếng nói mạnh của dân Việt Nam, mình có thể làm tất cả cái sản phẩm cho hỗ trợ ngành nghề, thì các bạn vui lòng ủng hộ mà mình cũng bằng cái share video này cũng như là ủng hộ cái tinh thần của dân active người Việt mình đã tạo ra những dòng sản phẩm hỗ trợ đi cho ngành này. Mình xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn khi mà những dòng sản phẩm kế tiếp mình sẽ review cũng như là mình giới thiệu cho ra mắt những dòng sản phẩm tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.